thơm ngất ngay tươi tỉnh cả ngày. Trời ơi, đợi ly cà phê ông pha nãy giờ tôi muốn ngủ luôn rồi đó. Từ ngày chuyển qua cái tay ông pha uống không tỉnh, Út Đẹp pha uống mới tỉnh luôn ơi. Thôi, đừng có kiếm chuyện. Út Đẹp bây giờ đã có gia đình rồi nghe. Chuyện đó thì rõ ràng rồi, ông là người thắng cuộc. Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Gì nói nghe càng nghe. Tôi chưa cầu hôn thì tôi thấy Út Đẹp như là thiên thần cưới nhau về rồi. Út Đẹp như là một người dự báo thời tiết. Rồi tôi tưởng ông nói như thiên lôi nhưng tôi sợ. Nó còn hơn thiên lôi. Bây giờ thiên lôi là chỉ có đánh sét đánh thôi. Còn cái này sáng nắng, chiều mưa, tối thì lâm râm, khuya thì nhiều khi xả lũ nữa. Trời, tâm sinh lý thất thường lắm. Tiền bạc của tôi bây giờ Út giữ hết. Cái vụ này để tôi uống cái cho tỉnh táo luôn nghe ông nói lại coi. Nói lại câu nãy. Tiền của tôi Út giữ. Giấy tờ nhà tôi Út giữ luôn. Vụ này căng. Sao vậy? Đàn ông mà. Tại sao bây giờ về tiền bạc rồi giấy tờ nhà, giấy tờ xe đưa cho vợ giữ hết là sao? Tôi bị lỗi nhỏ xíu à. Lỗi gì? Vậy nè. Cà phê nó thơm. Nó béo ơi là béo. Hớp một miếng nào nó phê miếng đó. Cho anh uống miếng đi. Anh không được uống. Em đang cấm giận anh rồi. Trời ơi, em giết anh chết đi. Thà cấm giận em dẹp qua một bên em để trước mặt chứ chịu gì nổi. Cái đó là sự trừng phạt cho kẻ phản bội. Phản bội gì đâu, tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi mà. Em ghét nhất là cái loại người mà vừa thấy con gái đẹp vô trong quán một cái là tươm tướp à. Trời ơi, cái người đó đâu biết đẹp xấu làm sao. Bịch khẩu trang vô trong quán thì em biết rồi, mình buôn bán mà. Quán mình được người ta thương, người ta tới đây người ta ủng hộ. Do cà phê ngon thì mình phải hãnh diện chứ. Ai tới mình cũng tiếp đãi như nhau. Già, trẻ, lớn, bé, gái, trai gì cũng vậy. Thì anh hỏi, em ơi em uống gì đó. Cô bé đó mới lột khẩu trang ra. Thì anh thấy đẹp, anh mới vuột miệng, ơi sao đẹp vậy. Thì thôi đó mẹ em ghen. Nè em nói cho em biết, nếu như mà anh nói như vậy thì từ nay về sau ở trong quán này anh chỉ được tiếp khách đàn ông. Bà già. Về phụ nữ đẹp mà anh còn tiếp một cái nên biết tay em, nghe chưa? Anh biết rồi, vậy cho anh uống miếng nha. Không. Em cấm giận 3 ngày. Trời ơi, chết tôi rồi. Thấy đó, mà tôi có ý gì đâu mà bả vậy đó. Nghĩ là bạn với nhau. Mà bây giờ không lẽ ông gặp hoàn cảnh trong cái chuyện hôn nhân gia đình vậy, tôi không giúp ông được. Ông một bản tình dắt dai không có mà giúp tôi, giúp cái gì? Ê đừng coi thường nha. Nhà tôi á là sắt nha. Chứ cả mấy kệ là về bí kíp hôn nhân và tình yêu tuổi cập kê. Trời ơi, chất cả kệ mà sao vẫn ế. Sống độc thân cho phụ nữ thèm chơi. Nhiều khi người ta thèm quá, người ta không thèm ăn luôn. Chắc người bán dạng người mua. Không có người này có người khác. Ông cứ khi dễ tôi hoài. Bây giờ quan trọng là cái bí kíp của tôi nè, ông có muốn học không? Muốn sao? Không thôi tôi về. Thôi, nói vậy thôi chứ một người đọc sách nhiều như ông, ông phải chỉ cái bí kíp gì đó của ông, phải chỉ cái chiêu của ông cho tôi chứ. Uống miếng cà phê cho đầu óc tỉnh táo, nói cho ông thông suốt. Trời ông ơi. Uống miếng đi cho ông nghe thông suốt. Bà lẹ đi, bà đã chồng bà ngủ rồi, giờ bà sướng lắm, mình tôi làm à. Nghe chưa? Chưa. Ông nói cái gì mà sao cặp hơi không nè, ra tay rít giật. Coi nè, cặp hơi văng nè, văng lọt vô tay người ta luôn. Nói xa, gán nghe đi. Nghe chưa? Cái chiêu có được không? Chắc như bắp. Tôi nói cho ông nghe, những người phụ nữ tự cho mình là nắng rồi được quyền chối chang bất kể lúc nào thì mình phải lấy độc trị độc. Lúc đó mình sẽ cho mình là máy, mình che mất nó. Cái chiêu khi yêu của 10 nổ sẽ đấu với bản quy tắc tình yêu của Út Đẹp. Hãy đợi đấy. Bái phục. Chiêu điệu hổ ly sơn này hay quá. Con hổ nó đã vừa đi rồi, cà phê đây có sẵn. Xin mời quân sư tình yêu một ly cà phê thơm béo tuyệt đỉnh. Thật là hảo hạng hả? Vô.
bao nhiêu ngày bị bà xã cấm giận. Trời ơi, bây giờ tôi rót uống cho đã một lần. Ông biết không, tôi bị tra tấn. Cà phê để cả ca. Mà bà không cho tôi đụng vô. Trời ơi, tối tôi ngủ mà xém chút xíu tôi uống nước miếng tôi không mà tôi ngợp tôi chết. Đó là bà dùng cái kêu mà mở keo mà mèo vịn đói đó. Cái văn của ông nghe hay. Còn cái văn của bà là xương để đó mà chó không được liếm. Cái câu kỳ đó, nó câu bà viết thành con chó luôn à. Vô uống cho hết. Uống cho cạn đi. Nữa. Vợ tôi nó tính toán kỹ lưỡng lắm. Tôi thèm quá, tôi quất một ca lớn với hai ly này rồi. Bây giờ mà về bị hụt một cái nó chết tôi luôn á. Trời ơi, cái giờ ông làm đạo mà ông đối xử với lại sư phụ ông vậy là không được rồi. Có liền. Người ta nói là lấy trà thay rượu. Bây giờ mình lấy rượu thay cà phê được không? Ông nãy giờ nói trước đi. Đây. Đâu. Nhìn là cái này là tôi ra thơ liền. Cổ nào cũng có thịt gà, đàn ông phải có đàn bà mới vui. Đàn bà thì cũng hên xui, đàn bà dữ quá thì đâu cái điền. Không có điền là gì? Là điên cái đầu đó. Cha ông nội này từ ngày cứ vợ về nó lái ghê á. Bây giờ cứ tư vấn cho tôi về tôi ép đặt vô sư tử nhà tôi. Mỗi lần ông nhậu say xỉn về hay là bả giận ông, quậy một ly cà phê thơm, ngọt, béo béo, đứng ngay sau lưng bà, lấy cái tay trái thọt qua cái eo, ôm bà lại, cái tay phải vòng qua cổ bà, đừng có kẹp cổ, đưa ly cà phê vô lỗ mũi, từng làn khói bốc lên phản phất ngay mũi bà, sau đó kê cái ly vô miệng, ngớp một ngụm, thật là sảng khoái. Chiêu này thành công á. Tôi biết rồi. Đừng có nghĩ là chỉ có phụ nữ mới pha cà phê, mới phục vụ chồng. Chồng vẫn phải phục vụ, quan tâm ngược lại. Tôi hiểu rồi. Còn miếng quất luôn rồi. Trời đất ơi. Yeah. Trời ơi, sao ngáp. Biết con cọp nhà tôi bỏ đi rồi kêu em mướt tới đây phục vụ. Vui vẻ thôi em út mà kêu qua một mình một, kêu cái con nhỏ em áp út nữa cho tôi. Ây giời, thơm cái mùi này quen lắm. Mùi cà phê ơi. Mùi cà phê này quen à, cà phê nhà nè nghe. Trời ơi, út ơi út. Anh Như, chết rồi. Ai là con cọp? Nói một tiếng xếp anh hổng lên. Con cọp à? Tôi là con cọp. Trời ơi, muốn tét hồng luôn à. Chủ nhà đi vắng gà mọc đuôi tôm ha. Trước mặt bạn anh em đối xử vậy đâu vậy có trước được. Mặt bạn của anh cũng đi nói xấu vợ anh nè. Tại sao anh không chịu nghĩ cho tôi? Bức xúc quá mà. Em bức xúc cái gì? Em giờ khác xưa rồi. Ủa, từ nào giờ em vẫn vậy đúng không anh Sáu? Anh nói một tiếng thôi. Lúc nào em nói chuyện ra làm giờ em chồng của em mà em đòi xé họng xé miệng. Tôi không ở với em nữa. Anh nghe anh nói không? Giận. Vậy thì anh đi đi. Cái gì? Anh đi đi. Tôi chắc anh đi đi. Giận. Đi gì đi? Giận. Anh Sao thấy chưa? Đâu có dám đi, không thể nào mà rời xa tôi được. Nguyên tắc. Đi. Anh Mười. Trời ơi, anh Mười anh giận em thiệt rồi anh Sáu. Anh Mười chờ em với anh Mười. Tiếp tục thêm một cặp trong xóm này nữa. Tôi chừng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tình yêu trong xóm này. Hết cặp này tới cặp kia. Không biết tiếp theo là tới chuyện gì nữa đây.